Hello, chào mọi người. Năm mới ha. Lâu lắm rồi Tuấn cũng không có ra video do công việc bận quá mọi người ơi. Hôm nay là ngày đầu năm. Tuấn đi vào trong vườn á, vườn nhà mình để tưới tiêu, tưới sầu riêng á mọi người. Thì hôm nay Tuấn Phạm cũng muốn chia sẻ cùng mọi người là cái hệ thống tưới của mình á. Thì nói chung là mùa nắng này á, thì ai trồng cây thì cũng phải lo để mà tưới nước, lo nước. Không có nước là cây chết hết mọi người. Đó, vừa qua thì mình có làm cái hệ thống tưới phun mưa như thế này đây. Mình thấy rất là tiện ích cho nên mình làm cái video này chia sẻ cùng mọi người ha. Đây là mình dùng cái bét 30 lít này. Bét điều áp 30 lít để mình bắt tưới trong cái vườn tiêu của nhà mình. Đó là với cái hệ thống tưới như thế này thì không lo thiếu nước ha các bạn ha. Ở trong cái vườn tiêu của nhà mình thì nó tầm khoảng 200 gốc mọi người. Đây mình quay cái bét, đây là cái cây tiêu mà nó bị yếu nè, nó không có đủ tàn đủ nhánh nó, để cho mọi người thấy cái bét của mình nó phun nước như thế này đây. Đấy, còn đây là các cái gốc mình tưới đó, tưới nó phun ra như vậy đó mọi người, phun quanh gốc thôi ha. Hệ thống tưới này rất là tiện mọi người ơi, nó sẽ chia đều cái nguồn nước tưới trong cái vườn của mình và nó rất là tiết kiệm nước, nó chỉ tưới xung quanh cái gốc mà mình cần, nơi mình cần tưới đó. Đây là cái vườn tiêu của nhà mình đây, nói chung là cũng sắp thu hoạch rồi đó mọi người. Năm nay tiêu nó chín muộn, giờ này nó chưa chín nè, thường ăn Tết xong là bắt đầu chín rồi đó. Với cái hệ thống tưới như thế này á thì tiết kiệm rất là nhiều công này, nước này, mình không có sợ thiếu nước nữa các bạn. Như mọi năm á thì giờ này á là sông suối rồi nó cũng hăng cạn khô rồi đó, và có năm là không có đủ nước tưới luôn các bạn. Đấy, cho nên là năm nay mình vừa làm xong cái hệ thống tưới này á, là mình đã dùng tưới thử nghiệm cũng được vài tháng rồi, mình thấy nó rất là hiệu quả. Mỗi đầu bét như thế này á, thì nó sẽ có lượng nước là 30 lít trên 1 giờ. Đối với cái gốc tiêu thì mình dùng cái bét với lượng nước 30 lít thôi mọi người ạ. Tại vì cái vườn tiêu của mình á, nó cách với lại cái máy nổ cũng khá xa, và cái đường ống dẫn á, thì nó đi lên địa hình cũng đồi dốc nữa mọi người, và mình dùng một cái lượng bét cũng khá nhiều. Cái vườn tiêu này thì tầm 200 gốc, 200 gốc tiêu. Đấy, bên cạnh đó thì mình sẽ còn dùng 100 bét để tưới một số cây ăn trái như sầu riêng, ổi. Mà cái loại dùng cho cây ăn trái á, thì mình cây ăn quả mình lại dùng cái bét là dung lượng của nó là tới 90 lít trên giờ các bạn. Tại vì với các cái loại cây ăn trái này á, mà mình dùng cái bét với cái dung lượng nhỏ 30 lít này á, thì nó sẽ không đủ đâu các bạn ơi. Nói ra mình quay cái bét của mình dùng cho
cây sầu riêng ha. Đây này các bạn thấy không, đây là cái bếp cho cốc tiêu này. Cái cây tiêu này nó bị gãy các bạn, nó bị ngã rồi mà mình nói là để cho hái quả xong rồi á thì mình sẽ cột nó lên. Đây, đây là cái bếp dung lượng 30 lít trên giờ đây các bạn. Còn đây là cái bếp có cái dung lượng 90 lít trên giờ. Đó các bạn thấy không, nước nó chảy đậm gốc luôn, đậm gốc luôn nè, coi nó phun nè, nước rất là nhiều các bạn. Đấy, cái sầu riêng này á thì mình trồng được hơn một năm các bạn, nói chung là tầm mười mấy tháng rồi, hơn một năm rồi. Cái đâm đấy nó hạn, nó hạn quá cho nên là không có nước tưới á mọi người, thì nó cũng sắp chết, nhưng mà cứu được cũng chết cũng nhiều lắm. Đây, cái bếp này là cái bếp 90 lít trên giờ đây mọi người. Nói chung cái này thì nó cũng chạy chưa hết công suất đâu mọi người ạ. Tại vì máy mình đặt ở xa đây lắm, tầm 300 mét lận, 300 mét chiều dài. Mình bắt cái ống chính của mình đó là từ đây xuống tới máy là 300 mét. Đây này, năm ngoái trồng nhiều nhưng mà nó chết do thiếu nước đó mọi người. Đây này, đây này, cây một năm này, này mọi người. Với những cây ổi thì mình cũng dùng cái loại bếp nhỏ, dung lượng nhỏ thôi. Cái này do cây ổi nó cũng không có cần nhiều nước. Đấy, mình dùng cái bếp 30 lít thôi mọi người. Nắng chói quá. Đó, 30 lít thôi ha. Và là, đây là cây sầu riêng nè. Cây này cũng hơn một năm á mọi người. Thì mình cũng dùng cái bếp 90 lít nè. Từ khi mà dùng cái hệ thống tưới này thì mình thấy rất là nhàn luôn á mọi người. Tưới thế này xong rồi đi nhậu thì nhậu say rồi vào tắt máy, đâu có làm gì đâu, nổ máy lên cho nó. Đây mọi người, cái này thì mình mới dặm mù rồi. Cái này mình dặm là sầu riêng nhưng mà gốc ghép gốc nhỏ, gốc nhớt á. Nắng mùa nắng vừa rồi á thì mấy tháng nắng đấy là cũng thiếu nước cho nên nó rất là yếu nè. Cái mình lo mình mới làm cái hệ thống tưới này. Từ ngày có cái hệ thống này á thì lượng nước tưới luôn đảm bảo, mình cũng cố gắng chăm sóc. Trồng được một cái cây rất là khổ, mà thấy cái cây nó chết đó thì buồn lắm, xót lắm. Là cây này mình cũng mới trồng dặm lại đây, trồng dặm lại hồi tháng 7, tháng 8 âm lịch đó. Nó bị một thời gian mấy tháng nè, mấy tháng cuối năm nó cũng bị nắng quá mà chưa kịp tưới đó, thì cây nó cũng rụng lá, nó rủ, mình tưởng nó là nó chết hết rồi đây, nhưng mà cũng cứu được mọi người. Đó, với cái vòi, cái bếp 90 lít này thì mình tưới mình thấy nó rất là đảm bảo cái lượng nước để mà cho cây sầu riêng.
nó có đủ cái nước, đủ độ ẩm. Hôm nay là một ngày cuối tuần. Ngày cuối tuần thì mình vào mình thăm vườn và chăm sóc vườn. Đây, cây này sau một mùa hạn thì chăm sóc nó, và đây là những cây còn sống sót lại nè, sau một mùa hạn đó mọi người. Mình làm được cái hệ thống tưới như thế này thì mình rất là mừng. Nó đảm bảo được cho cái cây, cái lượng nước tưới cây á mọi người. Không sợ cây bị thiếu nước nữa đâu. Thấy cây nó xanh tốt, nó bung chồi rồi như thế này thì rất là mê luôn mọi người ơi. Thôi, Tuấn Phạm xin chào mọi người ha, chào các bạn thân mến ha. Những ai trồng cây á, thì nếu mà chưa có bắt hệ thống tưới như thế này á, thì cũng mong các bạn cố gắng mình để đảm bảo cái nguồn nước tưới cho cây của mình á, thì nên làm hệ thống như thế này rất là tiện ích, rất là hiệu quả mọi người ha. Xin chào mọi người ha, hẹn gặp lại, cảm ơn mọi người đã xem video của mình, chúc mọi người vui vẻ.